Pizza. Món này là món gà nấu rượu. Đây, nồi rượu của mình đã sắp chuẩn bị thành công rồi đây. Để một hồi là đổ vào, cho vào. Bây giờ xào cho nó săn, săn xong là để vào nồi. Bên đây là nồi nguội. Một hồi mới cho thuốc bắc vào. Thơm chưa các em? Gà nấu rượu rất là ngon nha. Món đặc sản của người Đài Loan. Bắt đầu chuẩn bị để cho nó vừa lửa thôi, khoảng chừng 25-30 phút là ăn được rồi. Rất là nhanh mà rất là ngon, không cần nêm nếm gì cả.